Vâng, và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tiki Audio. Ngày hôm nay thì bên em đã về được rất là nhiều loa chép, những đôi loa siêu chép mang thương hiệu JBL với cái model là ST200. Và đây là dòng chép chuyên dùng cho các bác sử dụng trong những cái bộ loa nghe nhạc cũng như hát karaoke. Và đây em nhấn mạnh thêm, đây là dòng chép phục vụ cho công việc hát karaoke rất tốt, tại vì công suất của nó có thể đạt tới 400W, thì chúng ta hoàn toàn có thể chơi được trong những cái bộ dàn karaoke, hát ở những cái âm lượng lớn mà không lo bị cháy loa chép. Và cái sản phẩm này thì là bên em đã bán cho rất nhiều các bác và nhận được nhiều phản hồi rất là tích cực đến từ các bác, cũng như là nhận được rất là nhiều sự tin tưởng. Bên em cũng đã ship đi rất là xa, vào trong tận Sài Gòn, Đồng Nai, và các bác ở gần đây thì cũng có qua tận cửa hàng bên em đã xem và nghe rất là kỹ những đôi loa chép này và sở hữu cho mình rất là nhiều những đôi loa chép. Và ngày hôm nay thì là bên em lại về được một lô rất là nhiều, toàn hàng đẹp, và em đã làm một cái video đăng lên để cho các bác xem chiêm ngưỡng. Nếu như các bác trong có những cái bộ dàn karaoke hoặc là những cái bộ âm thanh nghe nhạc mà đang thiếu giải chép thì có thể cân nhắc và sở hữu cho mình một cái đôi loa chép về để bổ sung thêm vào cái bộ dàn của mình. Vâng, và mọi cái thông tin mua sắm các bác có thể gọi đến số điện thoại em đang để dưới màn hình, hoặc có thể qua trực tiếp bên em tại địa chỉ số 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, để chúng ta có thể chiêm ngưỡng, nghe, trải nghiệm và lựa chọn cho mình một cái sản phẩm ưng ý về để hỗ trợ và phục vụ cái thú chơi âm thanh của chúng ta. Rất là nhiều những đôi loa chép rất là đẹp ạ. Và các bác hãy nhanh tay để đến lựa chọn cho mình một đôi đẹp nhất. Vâng, và em xin phép được khép lại video tại đây. Xin cảm ơn tất cả những cái sự đồng hành cũng như sự ủng hộ của các bác. Và hẹn gặp lại các bác ở những video giới thiệu sản phẩm lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.